Chào các bạn, How do we? Muốn chia sẻ các bạn một vài điều cảm nhận của mình về Rap Việt ngày hôm nay. Tuần trước chúng ta thấy một You Know Beat Boy đã thể hiện một bài Không Dám Đâu. Bài đó cho chúng ta thấy và gợi lại cho chúng ta thấy những kỷ niệm, những điều mà chúng ta lúc mà còn đi học lớp nhỏ, rồi lúc còn đi học ở lớp lớn hơn, khi chúng ta học trung học rồi chúng ta lên đại học, thì có những điều trong lòng, trong cảm nghĩ, trong lời nói của mình mà mình cũng không dám. Và những điều đó hôm nay You Know Beat Boy đã đưa chúng ta về những cái kỷ niệm ngày xưa. Và trong phần 2 thì còn thể hiện nhiều hơn nữa là những cái lời Rap Việt đã đưa chúng ta cảm nhận được trường học như thế nào, công việc của mỗi người như thế nào, cảm nhận một đời sống như thế nào, hay là cảm nhận qua câu chuyện, qua bộ phim. Và hơn thế nữa thì chúng ta còn có sự cảm nhận qua những cái bài hát dân gian hay những điều gì đó, và được thể hiện qua ca khúc Bắc Kinh Thang mà của Ricky Star đã thể hiện trong phần thi của mình. Điều đó nó đưa đến cho chúng ta một cái điều gì đó, thấy rằng Rap Việt chúng ta rất là muôn màu, muôn màu, muôn vẻ, và cái màu sắc đó nó sẽ đưa cho tất cả mọi người cảm nhận được cái khung cảnh của Việt Nam, và nhất là những cái điều mà hiện nay các bạn và nhất là giới tuổi chúng ta đang quan tâm. Và cái điều đó, nếu mà các bạn thấy Rap Việt đã đưa đến những cái ưu điểm nào mà các bạn cảm thấy mình cần chia sẻ, xin các bạn subscribe me và viết những cái điều bình luận của mình dưới những cái comment của mình nhé, để chúng ta cùng có thể chia sẻ kinh nghiệm và lẫn nhau. Và cái điều mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay nữa đó là khi các bạn nghe cái bài Bắc Kinh Thang của Ricky Star đó, thì mình thấy là có một cái điều gì đó nó ma mị, nó huyền bí, và nó còn đưa tới các bạn có cái cảm giác mà sợ ma đó, thì còn cái cảm giác là hơi ớn gì đúng không? Và cái điệp khúc, cái giai điệu nó làm cho chúng ta cảm giác như đang lôi cuốn vào một cái hoàn cảnh nào đó, và nhất là nó trùng hợp với cái tháng này, tất cả cái văn hóa của người người Việt, mà cả người Trung Hoa hay là người Campuchia hay là cái người mà giống Lào cũng vậy, thì họ có những cái điều gần như giống như chúng ta. Và cái ca khúc đó có thể có một số bạn chưa được nghe, nhưng có một số bạn cũng nghe rồi đúng không? Và riêng How The V thì nghe hơn 20 lần các bạn cái bài mà Rap Bắc Kinh Thang của Ricky Star. Wow, it's so excited. Ok, mình để cho các bạn nghe thêm thử nha. Các bạn thấy đó, và cái điều đó các bạn thấy, wow. Không những như hồi nãy How Do We nói đó, là không những mà tất cả những cái điều gì đó mà nó đưa đến cho các bạn một cái cảm giác, không những tận hưởng cái giai điệu của cái âm nhạc, mà ở đây mình còn cảm thấy được cái sự làm việc vất vả của tất cả mọi người, và nhất là các bạn thí sinh của chúng ta. Wow. Và không biết các bạn như thế nào, How Do We đang mong chờ, cũng đang muốn có một cái show diễn nó ngoạn mục giống như vậy trong cái phần 3 kế tiếp của Rap Việt. Nào, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tận hưởng những điều mà các Rap Việt chúng ta đã tìm tòi, đã viết ra, đã trình diễn, để cho chúng ta có một cái sự
cảm nhận âm nhạc cũng như sự tận hưởng âm nhạc, và cái điều đó nó lôi cuốn chúng ta đi vào từng bước một, từng cái tâm ý, từng cái cuộc sống và từng cái hoàn cảnh mà cái rap Việt, những người thi đó họ đã muốn truyền tải hoặc là mong muốn truyền tải hay là họ muốn điều gì đó để cho tất cả mọi người xung quanh biết được họ vẫn đang sống, đang làm việc và đang cống hiến cho xã hội.